Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Battleground, lịch sử thế giới. Ngược dòng thời gian, trở về năm 1915, đại chiến thế giới thứ nhất đã bước vào giai đoạn cam go và khốc liệt bậc nhất. Lần đầu tiên, những con chim sắt được đưa vào tham chiến, cày nát từng vùng trời trên khắp châu Âu. Khi mà khoa học công nghệ của tác chiến trên không vẫn còn ở thời kỳ sơ khai, kỹ năng chiến đấu đỉnh cao của những phi công thiên tài luôn tạo nên những cuộc chiến kịch tính bậc nhất. Nếu như một phi công bắn hạ được 5 máy bay của địch có thể đạt được chuẩn X, thì nước Đức đã sản sinh ra một con người kiệt xuất, trình độ tác chiến đã sớm vượt xa các phi công X nhiều lần. Cùng với chiếc máy bay được sơn màu đỏ rực như máu của mình, chỉ trong vòng 3 năm, ông đã bắn hạ 80 máy bay chiến đấu các loại của quân địch, đồng thời viết nên câu chuyện truyền kỳ của mình. Người phi công gieo rắc nỗi khiếp sợ trên khắp bầu trời mà chúng mình muốn nhắc tới chính là Bá Tước Đỏ, Manfred von Richthofen. Vậy thì rốt cuộc, ông đã viết nên câu chuyện truyền kỳ về cuộc đời vĩ đại của mình như thế nào? Hãy cùng Battleground đi tìm câu trả lời trong video ngày hôm nay nhé! Manfred von Richthofen sinh ngày 2 tháng 5 năm 1892 tại Kleberg, gần Breslau, Silesia, trong một gia đình danh tiếng và lâu đời của nước Phổ. Thuở nhỏ, ông được biết đến với biệt tài cưỡi ngựa và săn bắn. Đến năm 11 tuổi, ông đã được gửi vào trường quân sự địa phương để theo học, và đến năm 19 tuổi, ông đã chính thức bắt đầu sự nghiệp của một người lính sau khi gia nhập trung đoàn số 1 Uthan, Tây Phổ, công tác dưới chức danh của một kỵ binh. Thế chiến thứ nhất cũng bùng nổ không lâu sau đó. Nhưng cùng với sự lên ngôi của chiến tranh chiến hào, súng máy và hàng rào thép gai nên ưu thế của kỵ binh ngày càng bị thu hẹp. Cơ hội để chiến đấu của von Richthofen gần như chỉ là con số 0. Con đường binh nghiệp của ông dường như lâm vào ngõ cụt ngay từ những giây phút đầu tiên. Không chịu chấp nhận điều đó, đi ngược lại với sự khuyên ngăn của gia đình, Richthofen đã quyết chí rứt áo thoái lui khỏi đơn vị kỵ binh và viết đơn xin gia nhập lực lượng không quân đế quốc Đức, tiền thân của Luftwaffe. Tuy nhiên, khi Richthofen đệ trình yêu cầu lên, ông đã lập tức bị từ chối. Thế nhưng, bằng lòng nhiệt huyết của một người lính, ông đã sẵn sàng đạp lên lòng tự tôn của một quý tộc để van nài được gia nhập lực lượng không quân. Và cuối cùng, lời đề nghị của Richthofen được chấp nhận và ông chính thức gia nhập lực lượng không quân vào cuối tháng 5 năm 1915. Huyền thoại về một phi công cao ngạo nhưng đầy tài năng từ đây đã bắt đầu được chắp bút. Đơn vị đầu tiên mà Richthofen được phân đến chính là phi công trinh sát. Nhưng vấn đề đã đến ngay từ khi công việc bắt đầu. Richthofen vốn chỉ biết cưỡi ngựa chứ không biết lái máy bay. Để có thể điều khiển cỗ máy trên không, ông buộc phải thông qua một khóa huấn luyện kéo dài 3 tháng. Nhưng bằng một cách thần kỳ nào đó, hoặc cũng có thể là do khả năng thiên tài của mình, Richthofen chỉ mất đúng 4 tuần để hoàn thành khóa bài này. Hồ sơ của một người lính được bắt đầu huấn luyện từ năm 11 tuổi, tốt nghiệp lực lượng kỵ binh rồi sau đó thăng ngang là phi công. Hoàn thành một khóa học 3 tháng chỉ trong vòng 4 tuần đã thực sự gây ra ấn tượng mạnh mẽ với các chỉ huy cấp cao. Ngay sau đó, ông đã nhận được nhiệm vụ trinh sát trên không đầu tiên khi được phân tới đại đội không quân số 69, thực hiện nhiệm vụ tuần tra biển Bắc và một phần của mặt trận phía đông. Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tuần tra biển Bắc, Richthofen được thăng cấp trở thành một phi công chiến đấu và được điều về đơn vị oanh tạc cơ. Tại đây, ông tiếp tục bổ túc khả năng điều khiển máy bay Albatross, loại máy bay tiêm kích chủ lực của không quân Đức. Để nâng cao khả năng chiến đấu của cỗ máy này, Richthofen đã đề xuất cải tiến nhiều chi tiết, mà tiêu biểu nhất trong đó là việc gắn súng máy vào một bên cánh bay, giúp tăng hỏa lực chiến đấu đến hàng chục lần. Cùng với chiếc máy bay được trang bị khẩu súng máy ở một bên cánh, trông vô cùng kỳ dị, Richthofen đã bắn rơi chiếc máy bay đầu tiên trong cuộc đời của mình vào tháng 9 năm 1915. Khi Richthofen đang vô cùng vui mừng vì vừa đi được 1/5 hành trình để trở thành một phi công X chính hiệu, thì bộ chỉ huy phát lệnh xuống, nói rằng thành tích này của ông không được công nhận vì chiếc máy bay của Pháp đã thành công bay về sau trận địa rồi mới rơi xuống. Với một quân nhân bình thường, chỉ trong vòng nửa năm, chuyển đổi lực lượng tác chiến, hoàn thành khóa huấn luyện phi công và bắn hạ một máy bay của địch. Dù không được công nhận, nhưng đó cũng là một kỳ tích. Nhưng đối với một người đầy tham vọng như Richthofen, chừng đó vẫn là quá ít để thỏa mãn ông ta. Bị từ chối thành tích một cách đầy oan ức, nhưng Richthofen thì không dừng lại. Ông điên cuồng lao vào luyện tập nhằm biến những cú bắn và cú lộn nhà trên không của mình đạt tới mức chính xác tuyệt đối. Và trái ngọt đã đến với kẻ chăm chỉ rất nhanh chóng. Nửa năm sau, trong một lần giao chiến với quân đội Pháp, một chiếc máy bay Nieuport đã lọt vào tầm ngắm của ông. Không để đối thủ có cơ hội chạy thoát,
một cơn mưa đạn lập tức được chiếc Albatross xả ra. Chiếc Neofort không kịp trở tay, bị bắn thành một cái tổ ong. Nhưng đen đủ cho Richthofen, chiếc máy bay này lại thành công bay trở lại căn cứ trước khi phát nổ, nên thành tích lại của ông lạ giống lần trước, không được công nhận. Sự bất công đã khiến Richthofen tức giận tới tột độ. Nhưng thân là một quân nhân, tuân thủ mệnh lệnh của cấp trên là nguyên tắc đầu tiên. Richthofen chỉ còn biết nuốt cục tức vào trong. Nhưng rốt cuộc thì quý nhân của cuộc đời Richthofen cũng đã xuất hiện. Volke, phi công chiến đấu hàng đầu của không quân Đức thời điểm đó, là một trong những người chứng kiến trực tiếp cuộc chiến của Richthofen và chiếc Neopod. Ông ta thực sự ấn tượng bởi một phi công gan dạ, liều lĩnh nhưng cũng không kém phần tinh tế. Volke xuất hiện tại tiền tuyến ngày hôm đó là để tìm kiếm nhân tài cho phi đội Jastar 2 mới thành lập của mình, và dường như định mệnh đã cho ông chứng kiến màn trình diễn siêu đẳng ngày hôm đó. Không cần suy nghĩ bất cứ một phút giây nào, Volke đã lập tức yêu cầu Richthofen gia nhập đội ngũ của mình. Được sự chỉ dẫn của những phi công lão luyện, kỹ năng của Richthofen đã thăng tiến nhanh chóng và quả ngọt đã đến với phiên phi công tài năng. Ngày 17 tháng 9 năm 1916 là một ngày trọng đại trong cuộc đời của Richthofen, ngày mà ông ta đã ghi dấu với chiến tích đầu tiên trong sự nghiệp. Trong một cuộc chiến với không quân Hoàng gia Anh tại vùng trời nước Pháp, dưới sự chỉ huy của Volke, Richthofen đã bắn rơi một máy bay Royal Aircraft Factory FE-2. Đó thực sự là một chiến thắng đặc biệt. Phi đội của Richthofen bị không quân Anh áp đảo hoàn toàn, nhưng ông thì vẫn kịp xoay sở và bắn hạ máy bay địch. Trong phút chốc, tôi ở sau đối phương, gần đến mức sắp đâm vào họ. Tôi dùng súng máy bắn xối xả vào máy bay của Anh, khiến động cơ vỡ tan, buộc nó phải hạ cánh trên lãnh thổ chúng tôi. Rõ ràng, tôi đã bắn trúng người quan sát chỉ thị mục tiêu, làm anh ta rơi ra khỏi máy bay. Richthofen kinh hoàng kể lại trận chiến. Trong tháng tiếp theo, phi đội Jastar 2 đã làm mưa làm gió trên chiến trường Somme. Bất cứ nơi đâu mà Richthofen cùng các đồng đội của ông bay qua, cỏ cây cũng không thể mọc nổi, quân địch không thể chống trả. Nhưng thật không may mắn, chỉ huy trưởng Volke không thể chứng kiến thành tích này. Ông đã thiệt mạng hồi đầu tháng 10 trong một vụ va chạm với máy bay đồng đội. Đến ngày 9 tháng 10, Manfred von Richthofen đã nâng thành tích tiêu diệt máy bay đối phương lên con số 9 và dễ dàng nhận được danh hiệu phi công X. Kể từ ngày ông bắn hạ chiếc máy bay đầu tiên 17 tháng 9, đến ngày 9 tháng 10, chỉ chưa đầy 20 ngày, Richthofen đã làm được điều mà nhiều phi công khác có mơ cả đời cũng chưa chắc đã thực hiện được. Thành tích của Richthofen đã nhanh chóng được ông làm giải lên một cách khủng khiếp. Thế nhưng, chỉ khoảng 2 tháng sau đó, ông đã phải đối mặt với một thách thức đầu tiên. Ngày 23 tháng 11 năm 1916, Richthofen đụng độ với thiếu tá Leon George Hawker, người được nhận huân chương Victoria, chỉ huy phi đoàn 24 không quân Anh, và là nỗi khiếp sợ của quân Đức tại mặt trận Somme. Sáng hôm đó, thiếu tá Hawker dẫn đầu biên đội 3 tiêm kích tấn công một máy bay của Đức, nhưng bị rơi vào trận địa phục kích của Richthofen và các đồng đội. Hai tiêm kích của anh bị trúng đạn và để cho những thuộc cấp của mình thành công chạy thoát. Hawker đã liều mình ở lại cầm chân Richthofen và các phi công tinh nhuệ nhất của phi đội Jastar 2. Từ độ cao 1.800m, máy bay của Đức đã tách nhau bay thành một vòng tròn và hạ độ cao xuống 600m. Không thể chiếm lợi thế, Hawker đã điều khiển máy bay nhào lộn, khai hỏa và rút về phía quân mình. Nhưng máy bay của Đức có lợi thế về tốc độ và hỏa lực, Hawker đã trở thành nạn nhân thứ 11 của Richthofen. Hawker rút về bởi anh ta biết tôi đang đuổi theo. Anh ta bắt đầu bay lắt léo, khiến tôi khó ngắm bắn. Khi còn cách máy bay của anh ta 45m, tôi bắt đầu bắn xối xả. Chúng tôi bám đuổi độ cao chỉ 45m so với mặt đất. Chỉ còn cách 27m, khẩu súng máy của tôi liên tục bị kẹt đạn. Nhưng cuối cùng, anh ta cũng bị trúng đạn sau gáy. Chiếc máy bay sau đó lộn nhào và rơi xuống đất. Anh ta là một người đàn ông dũng cảm và là một phi công chiến đấu đáng gờm, Richthofen kể lại. Sau cuộc chạm trán đó, Richthofen được đề nghị chuyển sang kiểu máy bay khác có độ linh hoạt cao hơn. Mặc dù phải chấp nhận tốc độ giảm, cùng với chiếc máy bay này, ông đã giành thêm 2 chiến thắng này, nâng con số bại tướng của mình lên con số 17. Chiến thắng này đã giúp Richthofen giành được sự tín nhiệm cực lớn đến từ chỉ huy lực lượng không quân Đức. Viên phi công thiên tài này được phép thành lập phi đội Jagdstaffel 11 của riêng mình, lấy biệt danh gánh xiếc bay. Chiếc máy bay của ông được sơn một màu đỏ như máu. Cùng với xuất thân quý tộc của mình, Richthofen được cả lục địa giả khiếp đảm đặt cho biệt danh là Nam Tước Đỏ. Dưới sự chỉ huy nghiêm ngặt của ông, gánh xiếc bay chính là một bản nâng cấp hoàn hảo của đội Jastar 2.
sự liều lĩnh, gan dạ hòa cùng với kỹ năng bay lượn và chiến đấu thượng thừa, khiến cho kịch bản tiếng động cơ gầm rú ẩn khuất trong mây xanh. Rồi từ đâu đó, một phi đội bất ngờ xuất hiện do một chiếc máy bay đỏ chói dẫn đầu, trở thành nỗi ám ảnh kinh hoàng, đặc biệt là với không quân Anh và Pháp trong Thế chiến thứ nhất. Tính đến đầu tháng 3 năm 1917, Nam Tước Đỏ đã bắn rơi 31 máy bay của phe Hiệp ước, khiến cho những chỉ huy quân Anh và Pháp giáo diết tìm cách để tiêu diệt ông. Đã từng có những thời điểm, cái đầu của ông được treo thưởng đáng giá cả một gia tài. Tuy nhiên, chừng đó vẫn là chưa đủ để có thể đánh bại được chàng phi công hào hoa. Trong 12 ngày cuối tháng 3, ông đã thẳng tay kết liễu 6 máy bay của địch. Rồi sau đó liền 2 tháng, ước tính có khoảng 22 chiếc máy bay không thoát được khỏi tầm bắn của ông. Trung bình, cứ 2 ngày, Richthofen lại hạ một chiếc máy bay của địch. Với những phi công tầm thường khác, đó là việc còn khó hơn lên trời. Nhưng với Nam Tước Đỏ, đó chỉ đơn giản như lấy đồ trong túi. Để thử thách bản thân, đến những ngày đầu tháng 9 năm 1917, Richthofen đã chủ động chuyển sang điều khiển một loại máy bay khác mang tên Fokker Delta One, một loại máy bay mới được cải tiến cả về tốc độ và hỏa lực. Chiếc máy bay này cũng lập tức khoác lên mình một lớp sơn màu đỏ và được Nam Tước Đỏ điều khiển cho tới những ngày cuối cùng. Tuy nhiên, trong một lần chạm trán với phi đội 20 của Anh Quốc, Richthofen đã bị trúng đạn ở đầu và vỡ một phần hộp sọ. Dù được chữa trị theo cách tốt nhất, vết thương không bao giờ lành, khiến Richthofen luôn phải chịu đựng những cơn đau đầu dữ dội, khiến kỹ năng bay của ông bị ảnh hưởng. Mặc dù bị thương nặng, nhưng kỹ năng chiến đấu thượng thừa thì vẫn còn sót lại là quá đủ để Richthofen tiếp tục hạ sát quân địch. Ngay sau khi bình phục không lâu, con số máy bay được ông bắn hạ nâng lên con số từ 60, rồi sau đó là 70 và cuối cùng con số được ấn định là 80. Nhiều tài liệu nói rằng con số thực tế ở thời điểm này chỉ là 60, nhưng cũng có nhiều nguồn tin khác khẳng định con số này chạm tới mốc 80. Đến thời điểm này, vết thương từ cuộc chiến với phi đội 20 Anh Quốc thực sự dày vò Richthofen. Ban đầu chỉ là cảm giác khó chịu sau khi bay, nhưng lâu dần những triệu chứng ngày càng tăng nặng. Khi ngồi vào buồng lái và dần bay lên cao, ông liên tục bị nhức đầu. Tính khí của Richthofen cũng ngày một trở nên thất thường, thường xuyên cáu gắt với tổ cấp. Những điều đó cũng không quan trọng bằng việc hiệu quả bay của ông đã giảm đi một cách rõ rệt. Cuối cùng, sự việc này đã đến tai cấp trên và Richthofen được cho nghỉ một thời gian để dưỡng thương. Và từ đây, những trang sách cuối cùng về chàng phi công trình độ lão làng khi mới 25 tuổi đã tới hồi kết. Dù cho có bị nghỉ vì chấn thương, nhưng bề dày chiến tích khủng khiếp của Richthofen đã biến anh thành một anh hùng đúng nghĩa của quân đội Đế quốc Đức. Với cả nước Đức, ông từ lâu đã không còn là một phi công mà đã trở thành một hình tượng bất tử, một mẫu về lý tưởng bách chiến bách thắng của cả một dân tộc. Dưới sự thúc giục của lãnh đạo nước Đức, Richthofen đã bắt tay viết một cuốn tự truyện kể về cuộc đời của mình, và trong đó hình ảnh của ông được tô vẽ thành một anh hùng đúng nghĩa. Nhưng sau này, trước khi qua đời không lâu, chính ông đã tố cáo nước Đức nhúng tay vào cuốn tự truyện này và biến nó thành một cuốn tiểu thuyết rẻ tiền, ba thực bảy hư để tạo ra một anh hùng. Duy chỉ có một điều ông thừa nhận, đó chính là việc kiên quyết trở lại chiến trường dù bị thương rất nặng. Trong thời gian dưỡng thương, Richthofen được chính quyền Đức đề nghị làm một công việc dưới mặt đất. Nhưng thân là một người lính tôn sùng chủ nghĩa anh hùng, ông đã thẳng thừng từ chối và tuyên bố dù có chết cũng phải chết như một người lính. Trở lại buồng lái, Richthofen lập tức bắn hạ máy bay Royal Aircraft Factory SE-5 và hai chiếc Sopwith Camel của Không quân Hoàng gia Anh. Và đó cũng là những chiến tích huy hoàng cuối cùng của viên phi công thiên tài này. Ông đã thất bại trong một cuộc đấu trí căng não với một phi công người Canada đang chiến đấu cho Không quân Anh Quốc, Roy Brown. Cái ngày định mệnh 21 tháng 4 năm 1918 đó, Richthofen đang truy đuổi một chiếc máy bay của Không quân Anh Quốc thì bất ngờ bị lực lượng tiếp viện của địch phát hiện. Đó là phi đội 15 tiêm kích Sopwith Camel của Không quân Canada do đại úy phi công Roy Brown dẫn đầu. Hai bên lập tức lao vào cuộc chiến dữ dội trên không, đạn pháo bắn ra trắng xóa cả một vùng trời. Khi cả hai phi đội đang quẩn nhau điên đảo thì chiếc tiêm kích màu đỏ tươi của Richthofen đã thu hút sự chú ý của đại úy Brown. Trong khi Nam Tước Đỏ mải mê đuổi theo một chiếc máy bay khác, đại úy Brown lặng lẽ bám theo sau, lợi dụng sự mất chú ý của Richthofen và bắn một phát chí mạng. Chiếc máy bay của Richthofen lập tức chìm trong ngọn lửa và rơi xuống khu vực gần Salilasac, tại khu vực do bộ binh Australia kiểm soát. Lính Australia nhanh chóng tìm thấy chiếc máy bay và sửng sốt khi phát hiện thi thể của Richthofen bên trong. Chỉ huy của quân Úc tại đây là thiếu tá Black,
đã vô cùng kính trọng tài năng của Nam Tước Đỏ nên đã chôn cất ông theo nghi thức long trọng của nhà Bình, kết thúc cuộc đời của một chiến tướng lừng danh và cao ngạo. Hàng thập kỷ sau khi Thế chiến I kết thúc, nhiều nhà nghiên cứu đã không ngừng đặt nghi vấn về con số 80 chiến thắng của Nam Tước Đỏ, khi cho rằng con số trên được phóng đại quá mức, dùng cho mục đích tuyên truyền. Một số thời đại khẳng định Richthofen đã tính luôn các chiến công của phi đoàn và đồng đội vào cho mình. Tuy nhiên, lại có một số ý kiến khác khẳng định con số chiến thắng thực sự của Nam Tước Đỏ thậm chí có thể lên tới 100. Dẫu cho có nhiều giả thuyết, nhưng con số được nhiều người tin tưởng nhất là 80, gồm có 16 chiếc BE2, 13 chiếc FE2, 8 chiếc Sopwith Camel, 7 chiếc RE8, 5 chiếc Breakfast, 5 chiếc Spade 7, 5 chiếc Neoport và một số loại khác. Và không quá khi nói rằng Nam Tước Đỏ Manfred von Richthofen chính là phi công xuất sắc nhất trong cuộc chiến tranh thế giới lần thứ nhất.